Hello, xin chào anh em, lại là mình Minh Hoàng Sơn ở kênh Máy ảnh Cũ Hà Nội đây. Thì cuộc cách mạng máy ảnh mirrorless đang vào đến những cái hồi gọi là gây cấn, đang ngày càng xuất hiện những cái dòng máy ảnh vừa mang kích thước rất là nhỏ gọn, lại vừa mang trong mình những nhiều những công nghệ cực kỳ hiện đại. Thế nên thời gian gần đây bắt đầu nảy sinh ra một hệ máy ảnh mới, một cái hệ máy ảnh người ta gọi là cái dòng máy ảnh full frame nhưng mà lại compact, có mang cho mình cái cảm biến cực kỳ lớn luôn nhưng mà lại có kích thước mà nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả những dòng máy mang cảm biến nhỏ hơn thời điểm trước. Ví dụ ở đây mình có trên tay một chiếc máy ảnh, đây là chiếc máy ảnh full frame, đây là chiếc Sony A7C, một con máy mà cũng ra mắt khá gần đây và một thời gian trước được rất là nhiều người gọi là quan tâm và từng một thời gian gọi là gây bão trên thị trường, trên cộng đồng nhiếp ảnh. Anh em có thể tin được không, một chiếc máy mà nó bé như này thôi mà nó vẫn đang cho mình cái cảm biến full frame cực kỳ xịn sò luôn. Bên cạnh mình ở đây có thể để anh em có thể so sánh, đây là một chiếc máy mang cảm biến crop APS-C mà cũng ra đời, cũng có thể gọi là gần cùng thời gian với chiếc máy ảnh mang cảm biến full frame ở đây. Đây là chiếc Canon 850D, một chiếc máy DSLR kiểu truyền thống. Còn đây là một chiếc máy mang cảm biến full frame kiểu hiện đại, đời mới mà trên kích thước thậm chí mình còn cảm thấy là bây giờ các dòng máy full frame bây giờ ấy còn bé hơn cả dòng máy APS-C tới trước cơ. Thế nên mình có thể thấy là cái dòng máy đang ngày càng được có kích thước ngày càng thu nhỏ gọn lại để tránh cái dòng máy nó vừa mang nhiều công nghệ, vừa mang nhiều tiện ích và lại còn có kích thước nó rất là nhỏ gọn, dễ mang vác. Thế nhưng thì cái dòng máy mà kiểu nó gọi là máy ảnh full frame nhưng mà siêu nhỏ gọn, siêu compact này ấy, thì nó có cái điểm gì đặc biệt và có cái điểm gì mà em cần phải lưu ý thì mình sẽ cùng tìm hiểu nhanh trong video ngày hôm nay nha. Thì ở chiếc Sony A7C này thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy một cái việc gọi là con máy này nó có một cái kích thước, nó thực tế nó rất là nhỏ như mình đã vừa trình bày này. Và thứ hai, nó mang cho mình một cái thiết kế nó cũng khá là vuông thành sắc cạnh này. Cái ngôn ngữ thiết kế này thì nếu như anh em nào mà có thể gọi là đã theo dõi các dòng máy Sony trước đây ấy, thì sẽ thấy đây là một cái thiết kế nó rất giống các dòng máy mang cái cảm biến APS-C trước đây của Sony. Ví dụ các dòng máy như là A6003, A6004, A6600 các thứ ấy, nó mang cái thiết kế rất là giống con A7C này. Thì mình có thể hiểu nôm na như kiểu như là hãng họ lấy cái vỏ của con A6400, A6600 ấy, họ mang giữ nguyên cái vỏ này, xong họ nhét thêm cái cảm biến full frame vào để tránh cái dòng máy mới, một cái nước đi gọi là thiết kế rất là thông minh đến từ Sony. Một cái điểm thứ hai mình nhận thấy là mặc dù là một con máy mang cảm biến full frame rất là nhỏ gọn, thế nhưng mà trên con máy này nó vẫn mang gần như là rất là đầy đủ những cái công năng, những cái phím nút mà có thể gọi là cơ bản của một dòng máy chuyên nghiệp. Nó vẫn có cho mình cái ống ngắm này, vẫn mang cho mình cái ống ngắm viewfinder ở bên cạnh bên này, mà nó vẫn mang cho mình được những cái chế độ vòng xoay, những cái phím nút. Nó rất là giống các dòng máy những người đàn anh như kiểu A7 Mark III này, hay các dòng máy các dòng máy APS-C chuyên nghiệp của đến từ Sony, vẫn là những cái phím nút gọi là để mình có thể mình chỉnh tốc độ thông số nhanh này, chỉnh tốc, chỉnh khẩu, chỉnh ISO này, có cái vòng xoay để mình có thể chỉnh cái độ bù trừ sáng này. Nó vẫn tích hợp cho mình là hai nút quay chụp riêng biệt này để anh em có thể mình thao tác trong những cái thể loại, những cái nhu cầu sử dụng khác nhau này. Và đặc biệt là con máy này thì nó có một cái khe cắm thẻ ở phía bên. Tuy nhiên thì bởi vì con máy cũng khá nhỏ gọn này nên là nó sẽ chỉ hãng chỉ trang bị cho con A7C này một cái khe cắm thẻ duy nhất thôi. Mình có thể dùng được là khe cắm thẻ SD, dùng thẻ UHS tốc độ cao cũng có thể lắp được trên cái khe cắm thẻ này để trở thành một con máy có thể gọi là vẫn mang một cái khả năng ghi thông tin nó cũng khá là hiện đại. Và đặc biệt ở trên con A7C này thì Sony họ cũng mang cái thiết kế khá là thông minh lên con máy, một con máy mà mình nghĩ là có thể là bởi vì Sony họ hướng đến một cái nhóm người gọi là nhóm người dùng phổ thông nên họ cũng trang bị một cái màn hình cũng khá là phù hợp với những người dùng phổ thông. Đó là cái màn hình xoay lật kiểu như này. Cái màn hình xoay lật này thì đến thời điểm đến con A7C này thì là một cái kiểu thiết kế nó khá là mới mẻ trên các dòng máy Sony. Trước đây thì thường các dòng máy Sony nó sẽ mang cái màn hình kiểu nó lật kiểu bản lề ấy, nó là một cái kiểu thiết kế mà mình đánh giá là cái độ tiện dụng, độ dễ dụng nó không được tốt bằng cái dòng cái kiểu màn hình kiểu như này. Nên là việc mà được trang bị cái màn hình nó xoay lật kiểu như này ấy, thứ nhất là với ai mà mình gọi là mình mới làm quen nhiếp ảnh ấy, và thứ hai là mình có thể mình dùng con máy này để phục vụ nhu cầu gọi là mình quay vlog này, hoặc là mình quay cái thể loại kiểu quay góc thấp góc cao ấy, hoặc là mình chụp ảnh các góc khó ấy, thì có màn hình này nó sẽ tiện nó rất là nhiều. Nó không bị vướng vào các cái vị trí mình cắm các phụ kiện, hay là mình không bị vướng vào những cái vị trí mình gọi là nối dây. Một cái thiết kế rất thông minh. Thì đấy, những cái điểm mà mình đã nói qua để cho anh em những điểm tuyệt vời trên con A7C này. Một con máy rất là nhỏ gọn này mà vẫn mang trong mình cái cảm biến full frame cho chất lượng ảnh tuyệt vời này, sắc nét này, một cái công nghệ, những cái công năng nó rất hiện đại này. Và đặc biệt là những một con máy mà mình nghĩ là một cái thiết kế nó nhỏ gọn nhưng mà lại có những cái nhiều cái tính năng hiện đại này, phục vụ rất là tốt cho rất là nhiều cái nhóm người khác nhau, kể cả những người gọi là những người nghiệp dư, những người mới chơi nhiếp ảnh cần một con máy gọi là nhỏ gọn để mình mang vác đi chơi, đi du lịch, hay là mình làm quay vlog, hay thậm chí là những cái nhóm người dùng chuyên nghiệp, những người làm kênh, những người làm dịch vụ, những người gọi là để cần con máy đi cày nghề ấy, để mình gọi là làm nghề ấy, thì một con A7C này cũng phục vụ ở phần nào cũng khá là tốt cho nhu cầu anh em. Thì đấy là những số điểm đặc biệt. Thế thì những con máy này thì nó có điểm gì mà mình có thể cảm thấy mình chưa thực sự hài lòng? Thì trước khi mình nói vào những cái điểm mà mình gọi là mình chê trách con máy này thì mình xin gọi là chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình nhá. Thực sự là mình không phải là một người thích con A7C. Thời điểm con máy này nó ra mắt ấy, thì nó có thể gọi là nó có một cái gây một cái cơn sốt ở trên thị trường, trên cộng đồng nhiếp ảnh. Thế nhưng rất là nhanh thôi, chỉ sau một thời gian khá là nhanh, khá là ngắn thôi, sau khi một cơn sốt này nó trôi qua, cơn bão thị trường này trôi qua ấy, thì rất nhiều người cảm thấy là con A7C này nó có những điểm mà thực sự để mà so sánh với những dòng máy đàn anh như kiểu con dòng A7 Mark III này, hay thậm chí là cả những cái dòng APS-C phân khúc chuyên nghiệp như A6400, A6300 chẳng hạn, thì con máy này sẽ có một số điểm nó có thể gọi là nó như kiểu bị cắt giảm đi. Đầu tiên chúng ta phải nói rằng là về cái chất lượng thiết kế build vỏ con máy này nó không sự ấn tượng đâu anh em ạ. Mang gọi là trên giấy tờ của hãng công bố ấy, thì con máy này được trang bị một cái lớp vỏ hợp kim magie. Thế nhưng mà hợp kim magie thì nó thường hay đi đôi với việc là có một cảm giác sử dụng rất bền chắc này. Nhưng mà khi mà mình cầm trên tay con A7C này, mình cảm giác con máy này không phải là con máy thực sự nó bền chắc. Cái lớp vỏ nó mặc dù là lớp vỏ magie, nhưng mà khi mình mà kiểu mình sờ vào hay mình gõ nhẹ ấy, thì mình cảm giác là cái lớp vỏ này nó không nó cảm giác là giống nhựa hơn là giống hợp kim. Nó mỏng này, nó kêu cảm giác bị rỗng này. Và nếu như là chẳng may mình mà sử dụng con máy này mà trong quá trình mình dùng ấy mà bị rơi vỡ thì mình nghĩ là con máy này có thể là sẽ hay dễ bị cấn vỡ và có thể là để lại những cái vết móp, vết xước vỡ trên thân vỏ. Một điều mà anh em cần phải lưu ý, con máy này không phải là một cái dòng nó thực sự gọi là bền chắc đâu. Hay thậm chí hay nói về cái lớp da của con máy này thì cũng là một cái lớp da mà khi mà anh em nhìn qua thì cái lớp da này nó không giống cái lớp da trên những dòng máy cao cấp như là kiểu A7 Mark III hay cái dòng Sony kiểu A6400, mà cái lớp da này giống với lớp da trên những con máy kiểu đời entry level như kiểu những con dòng Sony NEX này, những dòng như kiểu A5001 các thứ này, cái lớp da này rất là giống luôn. Nên là mình nghĩ cái lớp da này nếu như mà trong thời gian anh em sử dụng lâu dài, mình nghĩ cũng sẽ có khả năng là sẽ bị bong tróc. Một điểm thứ hai mà mình cũng thấy con máy này mình không thực sự hài lòng, đó là cái màn hình con này nó là mày xoay lật nhưng mà nó có cái độ phân giải, nó cái độ hiển thị nó không tốt. Nếu như mà ở đây có bạn Tân của mình là một bạn ấy rất là thích các dòng máy Sony và bạn có đang sử dụng con A6400, nhưng mà khi mà đem con A6400 ấy đem bên cạnh con A7C này mà so sánh ấy, bạn ấy phải thốt được một câu là màn hình con này còn xấu hơn cả con A6400, một con máy mà trước đây không phải là con máy được đánh giá cái màn hình hiển thị gọi là tốt đâu, mà để bên cạnh con A7C này mình còn thấy màn hình con A7C còn xấu hơn cả con A6400 cơ. Một điều mà rất là buồn cười luôn. Một con máy mà hiện tại con này giá nó phải gần gấp đôi, gấp rưỡi con A6400 mà cái màn hình của nó thì nó lại xấu hơn. Một điều rất là buồn cười. Cái màn hình nó xoay lật như này nhưng mà màn hình lại hiển thị lại xấu. Thế nên là gần như là mình cảm thấy là cái hai cái tính năng này như kiểu bị mâu thuẫn với nhau ấy. Một cái điều mà anh em nếu như mà cần sự quan tâm con máy mà phải hiển thị thật đẹp ấy thì mình có thể phải cân nhắc cái điểm này trên con A7C. Và một cái điểm thứ ba nữa mình cũng thực sự không hề hài lòng tí nào, đó là con máy này mặc dù có cái ống ngắm viewfinder ấy nhưng mà nó xấu vô cùng luôn. Nó xấu tệ luôn anh em ạ. Không hiểu vì sao mà trên một con máy mà được gọi là hãng gọi là họ marketing họ thông báo là một con máy thuộc cái dòng phân khúc gọi là cận cao cấp ấy, nhưng nó lại trang bị một cái ống ngắm, thứ nhất là nó vừa bé này, nó lại có cái độ phân giải nó không cao này, và đặc biệt là nếu như anh em nào mà dùng trong điều kiện thiếu sáng ấy, nó còn hay bị tự giật lag cơ, rất buồn cười. Trước đây thì bạn Thắng, bạn ấy thời điểm mà bạn ấy cũng có định làm cái video review con A7C này. Thế nhưng mà khi bạn ấy thời điểm đấy bạn Thắng ở kênh mình ấy, bạn ấy có dùng một con máy compact là con Panasonic TZ200. Con đấy là con máy compact nhá, anh em hiểu này. Các dòng máy compact thường cái chất lượng nó rất là thấp. Thế nhưng mà con máy này nó là một số hiếm con máy gọi là compact nó có trang bị ống ngắm điện tử ấy. Mà khi bạn ấy đem con bé này ra, bạn ấy gọi là so sánh về cái mặt về cái chất lượng ống ngắm của con đấy với con này, mà bạn không phải thốt lên là cái ống ngắm của con A7C này nó còn không bằng con TZ200 cơ anh em ạ. Một con máy gọi là ống ngắm, gọi là con máy compact mà có ống ngắm ấy, gọi là dòng gọi là giá rẻ ấy, mà lại còn có ống ngắm còn đẹp hơn cả một cái con máy dòng cao cấp như này, làm điều mình cảm thấy gọi là rất là buồn cười. Không thể hiểu vì sao Sony họ lại chọn cái hướng đi này. Cũng có thể gọi là bởi vì họ gọi là đi theo gọi là cái hướng gọi là mặc dù là một con máy gọi là có cái cảm biến full frame này, nhưng mà nó rất là nhỏ gọn này, thế nhưng mà nó vẫn họ phải nhét rất là nhiều công nghệ vào. Thế nên là họ bắt buộc là phải có cái điểm gọi là cắt giảm này để có thêm cái vị trí, còn cái khoảng trống để gói những cái công nghệ khác của họ vào ấy. Thế nên là có lẽ mình thấy là họ phải cắt giảm cái diện tích để mình lắp được cái ống ngắm này, hoặc là phải cắt giảm cái chi phí để có thể mình lắp cái màn hình nó đẹp hơn. Thế là con máy này nó thành ra làm con máy nó bị kiểu như là nó hơi cảm giác nó hơi bị kiểu lấy chỗ này đủ bùa chỗ kia ấy. Những cái cần có thì nó lại thiếu, mà những cái mà không cần thiết lắm thì nó lại nhét vào. Thế nên là con A7C này thì nó khi mà thời điểm mà mình gọi là mới cầm trên tay này, mình gọi là trải nghiệm ấy, nó một thời gian cũng khá lâu trước, thế nhưng mà đang từ là một cái cảm giác gọi rất là hào hứng, rất là hồi hộp đón chờ, bỗng cũng trở thành một cái cảm giác nó hơi bị kiểu hụt hẫng ấy. Anh em có thể gọi là nếu như mà anh em nào mà trước đây mình có đã từng trải nghiệm con A7C này. Nếu mà anh em đồng ý với cả cái quan điểm mình ấy, mình có thể để lại bình luận comment, hoặc là mình có thể có những cái quan điểm như kiểu bào chữa con A7C này ạ, gọi là nói khéo con A7C này, có thể để lại bình luận để chúng ta có thể cùng thảo luận về con máy này. Và một cái điểm cuối cùng nữa thì mình cũng có thể gọi là không phải là một cái quá chê đâu, thế nhưng mà mình nghĩ có thể bởi vì là do cái định hướng con máy này nó là một con máy compact lại còn là mang cái full frame mà, nên bắt buộc là hãng cũng vẫn phải có những gọi là hơi cắt giảm so với những cái dòng máy đàn anh đàn chị của nó. Đó là con máy này nó gần như là không có cái phím, nó không gần như không có cái phím gọi là cho phép anh em để mình có thể mình tùy chỉnh để mình đặt những cái chế độ custom. Ví dụ như ở trên con A7 Mark III thì nó sẽ có rất nhiều cái phím mà khi anh em mà mình vào, mình muốn vào để mình gọi là thiết lập để theo những cái tính năng, những cái cài đặt để mình thiết lập những tính năng gọi là theo ý của mình ấy, rồi rất nhiều cái phím nút cho phép anh em khả năng như thế. Thì ở trên con A7C này chỉ duy nhất một cái phím gọi là cho phép anh em có thể mình vào mình điều chỉnh cái tính năng thôi, đó chính là cái nút thùng rác đây, nó chữ C ở đây, có duy nhất cái phím đấy là anh em có thể thay đổi cái chức năng được, còn lại các phím khác là gần như anh em không thể thay đổi được gì cả. Một con máy mà mình nghĩ là có thể là bởi vì Sony họ đã định hướng cái dòng A7C này là dành cho những cái người gọi là dùng nghiệp dư chẳng hạn, những cái người mà không có quá nhiều nhu cầu để mình gọi là mình tùy chỉnh cái phím nút con máy, thế nên là họ chỉ cho người dùng duy nhất cái phím này thôi. Một cái điều mà mình có thể nói là nó không phải là chê hay là khen, nhưng mà mình nghĩ là với những ai mà ví dụ đang gọi là mình mong chờ một con máy mà giúp cho anh em có thể mình gọi là điều chỉnh này, mình cá nhân hóa được nhiều ấy, thì con A7C này nó sẽ không cho được anh em được cái nhiều cái tính năng đấy đâu. Đấy là điều mình phải cân nhắc. Thế thì nói qua về những cái điểm bên ngoài như vậy thì mình cũng sẽ nói đến về phần bên trong của con Sony A7C này. Có những cái điểm nó cũng khá là thú vị này. Một con máy rất là nhỏ này thôi, thế nhưng vẫn được trang bị những cái công nghệ rất đầy đủ, những cái tính năng rất hiện đại. Nó vẫn mang cho những cái cảm biến full frame này. Độ phân giải là 24 megapixel và vẫn có khả năng là chống rung 5 trục vật lý trên cảm biến, giúp cho anh em ví dụ như mình chụp những thể loại ảnh mình hạ thấp tốc xuống này, hay là mình gọi là mình cầm tay để mình quay handheld ấy, thì với cái cảm biến mang cái khả năng chống rung vật lý này để cho anh em được cái khả năng gọi là mình giúp cái hình ảnh của mình nó ít bị rung giật, ít bị rung lắc này, hình ảnh mình sắc nét hơn, video mình thì mượt mà hơn. Và đặc biệt là nếu như trong nhu cầu mình cần một con máy để mình quay vlog ấy, mình cầm tay này thì sẽ cho một cái video nó chất lượng nó chuyên nghiệp rất là nhiều. Một cái dòng máy mà mình nghĩ nó như thường những dòng máy mà bây giờ nó hay có cái khả năng chống rung vật lý này ấy, nó sẽ là những cái dòng máy hybrid phục vụ tốt cho việc quay, việc chụp. Và đặc biệt con máy này nó cũng sẽ có một cái khả năng quay 4K và không bị giãn thời lượng, miễn là anh em có thể cung cấp đủ nguồn điện cho nó này, và miễn là thẻ nhớ anh em vẫn còn dung lượng, thì con máy này miễn là nó không bị quá nhiệt thì nó sẽ quay gọi gần như là không bao giờ bị giới hạn thời lượng, không bao giờ bị cái hiện tượng là nghỉ giữa chừng. Anh em có thể dùng con máy này mình quay vào những cái job gọi là mình quay dịch vụ này, hay là mình có thể mình dùng để mình làm kênh, mình xây kênh, xây những cái gọi là vlog này, hay xây những cái kênh TikTok các thứ này, dùng cái con máy này mình quay liên tù tì, không phải bị cảm giác là bị gián đoạn, bị ngưng giữa chừng gì cả. Một cái điều mà mình nghĩ gần như bây giờ tất cả dòng máy nào mà kiểu gọi là cái dòng hybrid ấy, phục vụ cả quay cả chụp thì đều phải có cái tính năng gọi là quay không giới hạn như thế này. Thế là về chất lượng hình ảnh và chất lượng video con này thì sao? Con máy này thì nó mang một cái cảm biến full frame, độ phân giải 24 megapixel mà qua một số những cái cảm nhận của người dùng ấy thì nó gần như là y xì với cả chiếc A7 Mark III, cái con máy mà nhiều người đánh giá là có thể gọi là con A7 Mark III xong được thu gọn lại thành con A7C này. Ví dụ như anh em nào mà trước đây mình có thể gọi là mình đã rất là đam mê dòng A7 Mark III, thế nhưng mà mình hơi ngại ngần về cái kích thước con máy đấy, thì mình hoàn toàn thể yên tâm là khi mình chọn con A7C này, nó sẽ mang gần như là nguyên si cái chất lượng hình ảnh con máy đấy mình bê sang mà không hề bị cắt giảm, không hề bị gọi là giảm bớt tí nào. Một con máy mà mang cả full frame mà lại nhỏ như một con máy compact như này, một điều cực tuyệt vời luôn, lại còn chất lượng hình ảnh ngang ngửa với dòng máy chuyên nghiệp. Bên cạnh đó con máy này vẫn cho mình khả năng quay 4K là 30 frames trên giây, vẫn cho một cái khả năng quay video nó rất hiện đại này. Với những ai mà ví dụ mình gọi là bây giờ mình cần gọi là chất lượng quay 4K để mình gọi là phục vụ nhu cầu công việc này, mình làm nghề này, thì con A7C này cũng là một trong những dòng máy hiện tại cũng đang được đánh giá là có cái gọi là khả năng quay video 4K tốt trên thị trường. Nó có thể gọi là kết hợp với cái khả năng gọi là quay không giới hạn mà con A73 thậm chí còn không có cơ. Và con A7C này vừa khả năng quay 4K trên chất lượng cảm biến full frame này, lại vừa có gọi là cái tính năng quay không giới hạn thời lượng. Nó sẽ là một trong những cái dòng máy mà mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp với những ai đang tìm con máy để phục vụ cho nhu cầu livestream này, nhu cầu quay video short dài này, quay những cái short hình gọi là có cái cường độ cao ấy. Con A7C này cái tính năng của nó sẽ phục vụ rất là tốt nhu cầu của anh em. Thì đấy là một số những cái quan điểm cá nhân của mình về chiếc A7C này. Một con máy mà mình nghĩ rằng là nó vừa có những điểm hay, nó vừa có điểm dở, nó vừa có được những cái khả năng chụp ảnh rất là đẹp này, có những cái tính năng gọi là giúp cho người dùng gọi là có được một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời trên một cái máy nhỏ gọn, nhưng vẫn mang cho mình cảm biến full frame rất xịn sò này, những cái công nghệ hiện đại giúp cho anh em vừa quay vừa chụp với một cái hiệu năng rất là tốt này. Thế nhưng thì chính bởi vì gọi là Sony họ cố để nhét rất là nhiều cái công nghệ công năng vào, thế nên họ bắt buộc phải cắt giảm ở những mặt khác. Ví dụ như là cái trải nghiệm dùng viewfinder nó không thực sự tốt này, một cái màn hình nó không hiển thị đẹp này, và đặc biệt là một con máy mà nó mang một cái lớp vỏ mình nghĩ là nó không cao cấp được như là những cái người đàn anh đàn chị của nó, những dòng máy A7, những cái dòng máy Mark 3, Mark 2 các thứ ấy. Thì mình nghĩ rằng con máy này thì nó sẽ phục vụ tốt cho những người, ví dụ là những người nào mà có thể là cái nhu cầu của mình ấy là những người vừa thích quay vừa thích chụp này, vừa cần con máy để mình có thể đem đi du lịch này, để mình chụp được ảnh trong những điều kiện nhiều, mình đi trong chuyến đi chơi mình không muốn phải mang cái bộ máy nó quá to, quá là cồng kềnh, để mình mang trong những chuyến đi mà mình muốn thoải mái, mình muốn thư giãn ấy, thì con A7C này mình nghĩ là một cái con máy nó hoàn toàn đáp ứng xuất sắc cái nhu cầu của anh em. Thậm chí là những ai mà ví dụ mình đang cần những con máy mà phục vụ tốt cho cả việc gọi là theo đuổi đam mê hay là cả phục vụ cả công việc ấy. Ví dụ nhà anh có thể cầm một con máy, mình có thể vừa trong những cái chuyến đi chơi mình có thể chụp ảnh đẹp này, thậm chí ngay hôm sau mình có thể mình dùng vẫn là con máy đấy, mình đi làm nghề, làm đi làm dịch vụ, mình đi quay chụp những cái shot hình, những cái job mà kiểu cần cái chất lượng cao cấp ấy, thì con A7C này vẫn có thể đáp ứng tốt được nhu cầu của anh em. Còn cái con dòng máy này thì sẽ không phù hợp với những ai mà ví dụ như là mình cần con máy nó thực sự phải cực kỳ bền bỉ này, cần phải có một cái độ bền chắc, độ an tâm nó cao này, hay là một con máy mà phải gọi cho anh em được một cái trải nghiệm sử dụng mà nó phải gọi là thực sự cao cấp, ví dụ như là phải có view phải thật là đẹp này, hay là phải có màn hình nó phải hiển thị thật là đẹp này, hay là phải có nhiều cái tính năng cho anh em tùy biến con máy ấy. Thì cái trong con dòng A7C này thì nó không thực sự làm con máy nó tốt những cái khoản đấy, anh em cần phải mình lưu ý. Thế nhưng mà nhìn tổng quan thì đây là con máy mình nghĩ là vẫn là con máy rất là tốt, nó vẫn cho anh em được một cái gọi là rất là khả năng mình làm được rất nhiều thứ khác nhau. Thì nếu như trong thời điểm này mình đang cần tìm con máy mà có thể mình dùng được lâu dài thì chiếc A7C hoàn toàn có thể nằm trong danh sách mà anh em cần phải tham khảo và cần phải tìm. Thì con A7C là hoàn toàn nằm trong danh sách mà anh em có thể tham khảo và mình tìm hiểu. Thì ok, đấy là một cái giới thiệu nhanh về chiếc Sony A7C mà anh em nào có thể mình muốn biết thêm thông tin chi tiết về chiếc máy này, có thể để lại bình luận dưới phần comment hoặc truy cập vào đường link trong phần mô tả để đến fanpage của Máy Ảnh Cũ Hà Nội, để chúng mình có thể giúp anh em thể mình tìm hiểu thêm những cái dòng máy đúng với nhu cầu, đúng với đam mê của anh em. Ok, thì nếu như anh em cảm thấy video hữu ích, đừng để một like, kèm một đăng ký để đón xem những video tiếp theo của chúng mình nha. Ok, xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại trong video sau nha. Mình là Hoàng Sơn.